Con cũng xin được chào cô. Nay cũng có đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương. Chị Thoại Lê ở bên Mỹ có tình thương và tấm lòng ở nơi xa dặn đông đầy ngày hôm nay. Cô gửi về cho gia đình của cô cái số tiền ngày hôm nay là 1 triệu để cứu giúp cho cô có tiền để chăm lo cho con của cô. Thì con cũng đến nơi đây, con trao tặng món quà tình thương của chị Thoại Lê ở bên Mỹ. Thì em cũng xin cảm ơn ngày hôm nay chị Thoại Lê ở nơi xa mà dành tặng món quà cho gia đình của cô cái số tiền 1 triệu. Xin chúc cho gia đình của chị Thoại Lê làm ăn có nhiều tài lộc để chia sẻ và cứu giúp nhiều cảnh đời khó khăn hơn trong cuộc sống này. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của chị Thoại Lê được sở nguyện tùy tâm, sở cầu thì được như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Dạ cô ơi, nay chị Thoại Lê ở bên Mỹ có dành tình thương cho gia đình cô cái số tiền 1 triệu. Cô có đôi lời gì để chia sẻ và đến chị Thoại Lê cô tâm sự? Con bữa nay con tới thì nói chung là cũng gặp con là cũng có một cái nhân duyên, thì cũng nhờ con nên mới mở rộng được tất cả các lòng nhân ái của các anh chị ở bên nước ngoài. Và riêng thì để cho cô gửi lời cảm ơn cô Thoại Lê ở bên Mỹ đã gửi số tiền. Em cũng chúc em cũng thành thật cảm ơn chị Thọ Lê đã có tấm lòng chia sẻ đến gia đình em. Em cũng chúc gia đình chị dồi dào sức khỏe, dồi dào sức khỏe rồi làm ăn được để rồi giúp đỡ những đời khó khăn như em. Em cũng thành thật biết ơn của gia đình. Hôm nay chị Thoại Lê ở bên Mỹ tặng cứu giúp cho gia đình cô có tiền để chăm lo cho con trai của cô lòng cô thấy vui hơn. Con thành thật là rất là cảm động. Tại vì tuy là nơi xa nhưng mà người ta không biết mình, và người ta gửi số tiền về như vậy là mình rất là cảm ơn, thật sự là rất là cảm ơn. Thì em cũng chúc cho gia đình có tiền để em trang trải để mua sữa cho cô em. Em cũng thành thật cảm ơn chị Thọ Lê. Và em chúc chị tất cả các gia đình dồi dào sức khỏe để mà có động lực để tiếp duyên cho những mảnh đời khó khăn như em. Em thành thật cảm ơn gia đình chị. Dạ cô ơi, nay cô tên gì và bao nhiêu tuổi? Con cô tên gì và bao nhiêu tuổi? Cô chia sẻ. Cô năm nay cũng 57 tuổi. Con cô là tuổi Thìn, năm nay là 35 tuổi. Là bệnh nay là 3 năm rồi. Thì dạ, cô tên gì ạ? À? Cô tên là Trang. Dạ, cô Trang. Còn cô anh tên gì con? Tên Huy. Dạ, anh Huy. Tên anh Huy. Dạ. Thì nói chung là gia đình cũng rất là khó khăn. Thì vô đây mới muốn năm 2015 thì giờ. Thì năm đó mấy năm đầu thì người ta lấy là một tháng 1 triệu 2, tiền điện nước là 2 triệu. Hôm nay là nên một tháng là 1 triệu rưỡi tiền nhà, tiền điện nước là 2 triệu 2. Rồi cách đây khoảng 5 năm, 6 năm nuôi chồng bệnh ung thư, vừa mới mất được đâu cũng mua ngoài đâu được mấy năm rồi, nhà tới nuôi con tiếp. Đó, bây giờ. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi con của cô anh Huy bị bệnh sao cô chia sẻ? Nói chung là bác sĩ người ta nói đi khám bệnh là nói không có pháp đồ điều trị, là nhận ung thư tủy á. Ung thư tủy á, thì mới vô nằm bệnh viện về cách đây là mười mấy ngày á. Thì đi nói là bác sĩ thôi đem về đi, đem về đi. Chứ giờ bệnh tình không có pháp đồ điều trị, chứ phải có thuốc thì người ta cũng cố tâm để người ta chữa bệnh cho nó, nhưng mà bây giờ bác sĩ nói vậy đó, bệnh nó là giờ về là được ngày nào là cứ sống, còn không được thì đi thôi, chứ nhà bác sĩ người ta cũng bó tay rồi. Là ở bệnh viện chạy hả cô? Thì đi bữa mười mấy tay tháng rồi á. Là nó cũng gần tháng rồi, đi xuống dưới, đi xuống 115 thôi. Bác sĩ người ta cứ đem về. Cô ơi, cô cho con hỏi là
khi mà phát hiện bệnh của anh á, là lúc đó giống như có triệu chứng gì không khi mà để cô dẫn đi bệnh viện á? Nói chung là làm nó đau đi làm cũng hộ cô trong gia đình vậy đó. Tự nhiên cô thấy cái tay nó teo, tay phải tự nhiên nó teo, nó teo cái bắt đầu cái cô nó ủa sao kỳ vậy mày không biết chứng bệnh, cái nó nói không có sao đâu, cái bữa đó ăn cơm cái rớt lũa luôn, rớt lũa cái bắt đầu cô mới bốc đi bệnh viện điều trị ở bên Chợ Rẫy 4 tháng. Rồi bắt đầu mới đeo 115 thì bác sĩ làm tổng quá hết cho nó, cô đi mượn tiền của người ta 60 triệu gì đó làm tổng quá hết, sợ nó bị ung thư xương á. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ nói là cái bệnh này rơi vô bệnh này không có bắt đầu điều trị, bây giờ mẹ cứ đem em về đi, đem về. Nói chung là cô cũng cài cửa đi bắn nguyệt ông thầy bên Đồng Nai, tao nói hay cũng chở nó đi, chở nó đi mấy tháng á, rồi xong rồi về, về rồi bấm đi đi chăm cứu, chăm cứu cũng cả năm á, rồi sắc thuốc nam, có nghĩa là người ta cho thuốc nam mới về sắc cứu cũng cả năm luôn, rồi có nằm luôn là từ hôm dịch, từ hôm dịch tới nay là bắt đầu nằm luôn, bây giờ phải lệ thuộc gia đình hết, cái ỉa rồi ẩm bồng thì là do cô chăm sóc á. Là tới giờ cơm nước là cô cũng đút cho ăn luôn hả cô? Bây giờ là hết ăn cơm được rồi, uống sữa không? Bữa hôm mới là bệnh viện kê rồi về rồi cô cho vô nước biển, cứ 2 ngày vô lần. Rồi nay mạch nó tắc hết rồi, bác sĩ người ta không có vô được nữa. Để buộc con giờ thì đổ sữa được còn nào nữa thôi, bây giờ cô cũng không biết làm sao. Giờ thì số phận rồi, giờ nó đang làm sẵn sẵn đi làm công ty. Chứ không phải như mình đẻ con mình ra mà nó thật nguyện thì mình cũng không có buồn. Bây giờ nó vậy thì buộc phải chịu thôi, trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Chờ cô ơi, anh gì có mặt cả không cô? Không, cô không, có nghĩa cô có mua kìa. Nhưng mà chưa. Ngày hôm qua á, tự nhiên không có nói được. Rồi ị ra ngoài ráo luôn. Cô phải giặt vũ, cô mua đi mua cả kìa. Mặt nó đừng, không chịu mặt. Là đến hiện tại bây giờ là con trai của cô không có nói gì với cô? Có nói được cô ơi. Như hôm trước dịch thì cũng còn kêu được chữ mẹ, cũng còn những cái gì mà muốn cái gì thì nói, nay là hết nói luôn rồi. Bây giờ muốn quay vô cũng nhỏ nháy mắt vậy, cái cô hỏi quay vô hả thì gật đầu thì quay vô, mà muốn quay ra là gật đầu cô quay ra, là không nói luôn, không hết nói được luôn. Con thấy cái chân đó cô, cái này là mới rút đây hay là sao cô? Không, từ thì đó rút từ từ vậy đó, từ hôm dịch tới nay là bắt đầu mới dữ dội. Là cái ngón chân rồi gì là rút luôn ha cô? Nó nói chung là tay chân là mình là bây giờ cái gì cũng lệ thuộc cho mình hết á. Cô cho uống sữa xong mà cô phải lau mình lau mẩy xong, giờ không có nghiêng qua được luôn. Ví dụ như giờ muốn nằm nghiêng thì cô phải đỡ qua đó, đỡ qua như vậy. Nằm nghiêng thì cô đỡ qua, đỡ qua một chút vậy thôi hả cô? Cái hãy mỏi cái ngã lại rồi bắt đầu cái muốn nằm ngừa ra thì cô ẩm cô quay ra. Cái tay là hết cảm giác rồi, không có cảm giác cái chân còn ngoe được miếng thôi. Chứ còn cái tay này là hết cảm giác rồi. Hãy mỏi thì muốn ngã ra vậy đó. Cô ở nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn gì có đủ tiền đóng trọ được gì không cô? Thì nói chung là cô nói chung cô cũng ráng cố gắng mình cố gắng hết sức. Rồi được tới đâu thì tính tới đó. Thì nó ngay chủ nhà thì đóng trễ cho người ta cũng cho, tại người ta thấy hoàn cảnh vậy đó. Thấy có chi ăn nấy. Nói chung là từ hôm dịch tới nay là bắt đầu nó nhờ mình hết cái gì cũng toàn bộ là mình phải tự làm cho nó hết. Chứ lúc đó chưa có dịch thì giống như cũng đi đây đứng cũng còn đi lết đi vệ sinh được. Từ hôm dịch tới đây gặp nó bị nhiễm F0 nữa. Nó không chích mũi nào, tưởng đâu là trong dịch là nó đi vậy đó. Mà nó sống tới giờ, bây giờ thần số thì phải chịu chứ, nói chung là cũng không ai muốn điều đó đâu. Lúc mà con cô còn khỏe thì giống như cũng mập mạp không cô? Bình thường, lúc bình thường á, nhưng đang đi làm công ty bình thường mà. Chứ đâu phải mà nói mình đẻ nó ra nhỏ nó tật nguyền thôi, giờ số phận mình phải chịu. Cũng buồn chứ, đẻ con không có tật nguyền mà giờ tới giờ cái phát bệnh như vậy. Giờ mình cũng đâu có biết làm sao, thì cố gắng cô thật sự là cô cũng cố gắng hết sức để được lúc nào mình được. Còn nếu mà các anh chị cô bác rồi sao
ở trong nước và ngoài nước có tấm lòng hảo tâm, thì thật sự cô đã rất là cảm ơn. Cô rất là cảm ơn. Cô ơi, tối rồi con của cô có ngủ nghe gì được không? Không, tối không có ngủ. Thức không à. Tối không có ngủ. Mới uống sữa là được hôm nay chắc cỡ 10 ngày, hơn 10 ngày. Chứ cô không bên bệnh viện kia rồi về không uống sữa, chỉ có vô nước biển. Chị Thọ Lê ơi, chị ở nơi xa, chị thương cho hoàn cảnh gia đình của cô có người con bị bệnh vậy. Ngày nào cũng tằn tảo, cũng để chăm lo cho con của mình. Nay chị ở nơi xa, chị dành tình thương, xin Phật gia hộ cho chị làm ăn có tài có lộc để chị cứu giúp những cái cảnh đời khổ khó khăn hơn trong cuộc sống này. Nay gia đình mà được chị thương, dành tình thương cho tặng 1 triệu để giúp đỡ cho cô, có tiền để nuôi cho con mình những ngày tháng quãng đời còn lại. Xin tri ân và cảm tạ tình thương của chị rất là nhiều. Nếu có món quà tiếp theo đủ duyên lành, con cũng đến đây với hoàn cảnh gia đình của cô. Bây giờ con xin được chào cô nha cô. Con về. Cảm ơn con. Cô cho cô gửi lời thăm chị Thơ Lê. Cảm ơn chị Thảo Lê đã có tấm lòng gửi về cho em như vậy, em rất là cảm ơn. Thành thật chúc gia đình được dồi dào sức khỏe.